nay ngày 14 tháng 6 nha, chạy bộ Phúc Lộc chào tất cả anh em trong tỉnh ngoài tỉnh nha. Thì bên trẻ em hôm nay cũng về cũng mớ bò nữa nha anh em chú bác, bò nhỏ có, bò lớn có nha. Em cũng bán mớ, cũng còn mớ nha anh em chú bác. Bò này em cũng bò thay găng nha. Bò này nó cũng già, nó khô bò nha anh em chú bác. Đây em cặp số 1 nha. Hai con bò này chiều cao nó có tốt nha anh em chú bác. Hai con vàng sườn đi đâu nha. Em gáp vô hai con này vàng sườn trúng lắm nha anh em chú bác. Bò này bò thùng dạo mà đòn dài nha. Này, con mới với con cũ em gáp lại hai con xứng dữ lắm nha anh em chú bác. Hai con thì đi đâu nha. Hai con dàn đầu đi đâu luôn nè. Một chặng like, một chặng hình nha anh em chú bác. Hang bò số 1 rồi nha. Hai con này nó chiều cao cũng 1m47 nha anh em chú bác. Hai con dàn cao cũng đi đâu nha. Hình tướng giống nhau nha anh em chú bác. Thì bò này em mới xuống xe luôn nha. Lực dữ nha anh em chú bác, đòn tốt, đặc điểm hai con này đòn tốt nha. Đòn khá dài nha anh em chú bác. Hai con là anh em nuôi khỏi chơi nha, đòn rất tốt nha. Chân cẳng hoàn thiện nha anh em chú bác. Này xí bóp cũng nghiêm chỉnh nha. Trầy xe chút đỉnh nha anh em chú bác, chở nhiều nó phải trầy nha, nó cọ thùng nha anh em chú bác. Thì cặp số 1 này có giá là 48.500.000 nha. Này em kêu giá em cũng bao phí vận chuyển nha. Hai con dặn đầu giống hết nha anh em chú bác. Số 1 nha. Đây kế tiếp cặp số 2 nha. Bò này nó mất 4-5 nha anh em chú bác. Con mất 4-5 con dư nha. Bò này nó tàn nó dữ lắm nha anh em chú bác. Thì bò này nó cũng thay găng hết rồi nha anh em chú bác. Tàn đòn anh em khỏi chơi nha, thùng dạo đòn dài nha. Hai con này nó cũng đi đâu nha anh em chú bác. Đây sườn tốt luôn nha. Dây thòng tới đỉnh này. Hey. Hey. Hai con bò số 2 này có giá cũng 48.500 nha anh em chú bác. Đây kế tiếp cặp số 3 nha. Bò này cũng mất từ 4 nha. Bò này cũng thay găng hết trơn nha anh em chú bác. Thì bò này cũng dạng bò 4 vách nha. Cự lực nha anh em chú bác. Hey.
Bò này đùi cũng đóng sâu nghe anh em chú bác. Thì cặp số 3 nó có giá là 475 nghe anh em chú bác. Thì bò này thùng dạo đòn dài không nghe. Em lựa là đòn hình tốt không nghe anh em chú bác. Nó chiều cao 1m44 phân nghe. Bò này thì thay găng không nghe anh em chú bác. Đây cái gặp số 4 nha. Bò này cũng thay găng nha, con hai cái con ba cái nha. Này, chiều cao cũng mất từ 3 phân nha. Bò này cũng dẫn lực nha anh em chú bác, cự là cự khủng nha. Bò này anh em về ủ mau nha, gã tàn nó có nghe anh em chú bác, nó khô bò anh em về dấu tốc độ nha, tự cần nó có nha. Thì hai con bò số 4 này thì có giá là 46.500.000 nha, hai con bò số 4 nha anh em chú bác. Đây em còn bò lực số 5 nha. Bò này cũng mất từ 3 ngang, bò này thì nó lực sẵn nó có nghe anh em chú bác. Bò thùng dạo nghe. Đùi bè nghe anh em chú bác. Bò này có giá 24 triệu nghe anh em chú bác. Đây tiếp là cặp mini nhỏ nghe anh em chú bác. Hai bò số 6 này. Bò này giờ cũng chiều cao nó cũng 1m4 phân nghe anh em chú bác. Rồi xương trụ có nghe. Hai con này cũng đồng cơ nghe anh em chú bác. Đòn dài nghe. Nhỏ và dặn xương dày dặn anh em chú bác. Đây, hai con ngoại hành luôn. Cặp số 6 này có giá là 19 triệu nghe anh em chú bác. Chạy bò em ở thuộc xã Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cặp quốc lộ 91 nha anh em chú bác. Trên bến đò gọc 100m nha. Đây em còn hai pháp kem nha. Bò này số 7 nha. Nó chiều cao 1m1 nha. Bò này lực nó có nha anh em chú bác. Bò số 7 này giá 29.500 nha. Đây còn anh số 8 nha. Bò này 1m1 5 phân nha. Bò này lực nha. Anh này thì giá 16.500 nha anh em chú bác. Anh này lực khỏi chơi ngang pin nha. Đầu dồ nha. Đây kế tiếp cặp số 9 nha. Bò này thì cũng 1m3 nha anh em chú bác.
bò này nó dạng bò khô khô bò nghe, anh em về nuôi nó cũng mau nghe, dạng này dạng Thái Lan nè, anh em về dỗ nó cũng lên bò mau nghe. Găng ngang anh em về dỗ nó cũng lên cũng tốc độ nghe, nó cũng già tháng giá nó lớn nè anh em chú á. Số 9 này thì có giá là 29.500.000 nghe anh em chú bác. Chiều cao 1m3 nghe. Đây còn số 10 gọi là lẻ nghe anh em chú bác. Nó 1m3 5 phân nghe. Còn cái xương này anh em khỏi chơi nghe. Đặc điểm cái nó hơi thiếu cỏ, nó mỏng nha, dạng thiếu cỏ nha, mỏng nha. Chiều cao gã tàn nó có nha anh em chú bác. Bò này em mới về không nha. Xương này anh em khỏi chơi nha. Đùi cũng vẫn đóng sâu nha, đùi nó bản nha anh em chú bác. Bò này có giá 15 triệu nha anh em chú bác. Đây em còn hai con vỏ tàn lứa nghe. Hai anh này cái giá là nó 36 triệu nghe anh em chú bác, chiều cao 1m37 nghe. Còn nó dặn lên lứa nghe. Anh em chú bác có nhu cầu mua alo em nghe, thì số điện thoại của em là số cũng trên màn hình nghe, số cũng số Zalo nghe, anh em muốn nhu cầu mua kết bạn Zalo với em quay trực tiếp cũng vẫn được nghe.